Nhân dịp đầu năm mới, Lộc hân hoan được gửi đến mọi người lời chúc an khang, thịnh vượng, phát đạt. Cũng trong dịp năm mới này, Lộc chia sẻ đến mọi người ba phiên bản của T1 năm 2021 tại Việt Nam có những điểm gì khác nhau. Ba phiên bản T1 2021 tại Việt Nam mà hôm nay Lộc muốn chia sẻ đến với mọi người có tên gọi là: thứ nhất, T1 Elegance, T1 Luxury hay còn gọi là T1 Top Line, và T1 Luxury S. Thì hôm nay Lộc sẽ chia sẻ chi tiết ba phiên bản có những khác nhau như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ T1 Elegance nha mọi người. Ngoại hình của T1 Elegance thì giống như T1 Luxury Top Line, và ngoại hình thì cũng không có gì thay đổi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong. Ở bên này, nội thất của xe T1 Elegance được trang bị ghế nhung. Đây, mình xoa lên, mình nhấn thì mình thấy nó cũng rất là mềm mại. Cái ghế nhung này là chất liệu, nó được kết hợp từ sợi lông cừu. Về cái phần mà di chuyển ghế, điều chỉnh ghế, xe của mình có massage ghế, có bơm lưng nè, bơm lưng cũng là bằng điện, có cái tính năng bơm lưng ở đây nè, ở đây nha, nó sẽ bơm cái phần này lên, hạ hay bơm, mọi người thấy nó di chuyển á, khi mà mình ấn vô đây thì nó sẽ di chuyển. Nó có một phần nữa, đó là ghế thì điều chỉnh bằng cơ đó. Mấy cái điểm này di chuyển hay là nâng cái đùi này lên bằng cơ, di chuyển về phía trước ở đây cũng bằng cơ đó. Là về phần nội thất, tính năng massage ghế được ưu tiên cho hai người ngồi phía trước, và chúng ta cũng biết rằng với tính năng massage ghế này thì nó sẽ rất có lợi cho những quãng đường xa của chúng ta. Đối với phiên bản T1 Elegance trở lên của xe T1 2021 thì đã trang bị màn hình digital cockpit. Màn hình này rất là đẹp và nó có ba cái giao diện, nó cũng giống như màn hình digital cockpit của xe T1 Luxury S và T1 Luxury Top Line. T1 Elegance được trang bị camera lùi. Camera lùi khá là nét và nó có những cái hình thức để mà mình quan sát nè. Phần thứ nhất là ba cái khoảng cách, đúng không ạ? Rồi phần thứ hai, nó là những hình thức để mình quan sát cái camera lùi phía sau của mình đó. Mình có thể tùy vào mình chọn nha mọi người. Ở đây là như vậy, hoặc là cái ánh sáng đó, mình có thể điều chỉnh cái ánh sáng của cái camera lùi khi mà mình bật lên. Đây mọi người nha. Rồi. Elegance đã được trang bị về tính năng hỗ trợ đỗ xe. So với bản Highline 2018-2019 thì Elegance được trang bị hỗ trợ đỗ xe, cũng là một cái tính năng rất là hay. Và tiếp theo đây là chiếc T1 Luxury hay còn gọi là Luxury Top Line. Về ngoại thất, nó giống như chiếc T1 Elegance Lộc vừa giới thiệu. Nó có một chút khác biệt ở bên trong nội thất. Chúng ta hãy cùng đi vào bên trong để xem điểm khác biệt của nó nhé. Điểm khác biệt duy nhất của chiếc Elegance và chiếc T1 Luxury đó là bộ ghế da. Thay vì Elegance là ghế nhung thì Luxury trang bị ghế da. Và bộ ghế da chúng ta đang xem đây là bộ ghế da màu nâu, ngoại thất màu trắng và ghế da màu nâu. Một điểm nữa đó là ghế được điều chỉnh bằng điện. Thay vì Elegance là chỉnh cơ thì Luxury được chỉnh điện. Về massage thì cả Elegance và Luxury đều
massage hai ghế phía trước. T1 2021 đều trang bị đó là màn hình digital cockpit rồi mọi người, và hỗ trợ đỗ xe. Thì cái biển, cái bản cao nhất của nó là bản T1 Luxury S. Đối với bản T1 Luxury và T1 Elegance nó hầu như là giống nhau hoàn toàn. Bây giờ Lộc sẽ chia sẻ với mọi người khác biệt nhiều nhất, đó chính là T1 Luxury S 2021 như thế nào. Thì chúng ta hãy cùng đến với chiếc T1 Luxury S nha mọi người. T1 Luxury S khác biệt trước tiên ở ngoại hình, đó là cản trước dạng thể thao. Nhìn qua T1 Luxury S, chúng ta thấy sự mạnh mẽ ở phía cản trước. Bây giờ mình sẽ đi một vòng ở phía trước nè, để chúng ta thấy khác biệt hai bên. Và nó được trang bị camera 360 độ. Đó là cái bên ngoài. Camera 360 độ của T1 Luxury S với những góc nhìn khác nhau, từ trên xuống hay là phía trước, phía hông. Về phần nội thất, ở bên trong T1 Luxury S được trang bị là ghế da Vienna. Ghế da Vienna này khác với bản T1 Luxury. Mọi người thấy những cái đường chỉ của nó rất là đều. Những cái đường chỉ. Nội thất này thì đối với T1 Luxury S nó sẽ có 3 màu nội thất, đó là màu cam đen, màu đen và màu xám trắng. Mọi người hãy nhìn qua, đối với chiếc xe này thì chúng ta thấy nó đang là màu đen. Rồi Lộc sẽ quay cho mọi người một chiếc xe màu cam đen và một chiếc xe màu xám trắng về cái phần nội thất bên trong nhé. Đây, Lộc chiếu cho mọi người màu cam đen của ghế nội thất T1 Luxury S. Chúng ta cùng xem qua. Giờ Lộc chiếu màu xám trắng cho mọi người xem để thấy được nội thất phong phú của T1 Luxury S, màu đen, màu cam đen và màu xám trắng. Màu xám trắng này nó trên cái ghế thì nó có cái viền màu đen. Nó cũng là full màu xám trắng, là nội thất nó full hết luôn đó, từ táp lô cho đến ghế đều là màu xám trắng. Màu này cũng khá là đặc biệt. Nếu trang bị cái màu này trên chiếc xe T1 thì nó sẽ khá là sang. Đó, Lộc chiếu hết cho mọi người xem cái full màu xám trắng của nó là như vậy nhé. Về phần ghế nè, phần ghế được chỉnh điện. Đó, chỉnh điện đến 14 hướng cho người ghế lái. Và phần ghế lái thì có 3 vị trí như ghế. Đó, mọi người thấy nhé. Thay vì chiếc T1 Luxury và Elegance là nhớ massage ghế, còn cái bản này là nhớ 3 vị trí ghế cho T1 Luxury S. Rồi, chúng ta nhìn xuống dưới luôn, ngay cái bệ để bước lên nè. Bật bước lên thì mình sẽ thấy có chữ Upright, và nó nhấn mạnh cho chiếc xe này mang tính chất thể thao. T1 Luxury S có thêm option là Heads-up Display. Đây là công tắc của nó. Khi chúng ta muốn sử dụng tính năng này thì chúng ta nhấn vô công tắc, nó sẽ mở lên một tấm kính. Và trong tấm kính này sẽ được thể hiện hai thông số, số km và cruise control. Khi chúng ta muốn sử dụng thì cứ ấn vào công tắc mà Lộc vừa giới thiệu với mọi người đó. Hai cái chế độ này đó là chế độ về màu color chamber này, thì màu cái màu default bình thường nè nha. Bình thường thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ là màu trắng. Cái hiển thị trên đây nó sẽ là màu trắng cho cái số km á. Đúng không ạ? Là màu trắng này. Mọi người nhìn nha. Đó. Khi chúng ta để chế độ When Snow
thì ở đây nó sẽ hiện lên là màu xanh, còn để default thì như lúc nãy là màu trắng. Nó sẽ có hai cái khác biệt ở đó. Và thêm một phần nữa là cái brightness. Cái brightness này á là cái để mà mình chỉnh cái độ sáng của nó. Như lúc nãy mình sẽ để 100 đúng không? Thì mình có thể mình để cái độ sáng này là 55 này, 60, độ sáng của cái hiển thị số km và cái cruise control lên nó sáng vừa hay sáng ít á. Thí dụ mình để 55 thì 50 thì mình thử xem cái bên đó nó như thế nào nha. Đó, mình để 50 thì có vẻ nó mờ hơn đúng không ạ? Lúc nãy mình để 100 thì nó sáng hơn. Đó. Những cái mà nó hiển thị lên cái heads up display này của mình á là cái số km và cái cruise control nó sẽ tắt mở. Tùy mình muốn mở lên thì mình ấn nút, mình nó sẽ đưa cái tấm kính này lên, còn nếu mình không muốn sử dụng thì mình tắt nó đi thì nó sẽ hạ cái tấm kính này xuống. Đó, mình tắt đi thôi, chỉ cần ấn vô thôi thì nó sẽ tự hạ tấm kính xuống nha mọi người. Ok, đây là cái heads up display nha mọi người, vào đây để có thể chọn được những cái nhu cầu của mình. Đó, cái brightness nó sẽ thể hiện là về cái độ sáng của cái thông tin số km hay là cruise control mà nó hiện ở trên cái heads up display. Cái thứ hai là cái màu, mình có thể chọn được cái màu default thì nó sẽ là màu trắng, còn when snow này nó sẽ hơi là màu xanh xanh trắng nha mọi người. Lúc nãy Lộc đã có chiếu qua cái này, mình muốn thể hiện cái cruise control này hay không thì mình hạ tiếp nó, còn không thì mình tắt nó đi. Đó, đó là cái heads up display nó sẽ thể hiện những cái thông số đó lên nha mọi người. Đó. Rồi, quay cho mọi người rõ về cái thông số đó. Thêm một điểm nữa đó là loa DIN audio. Thì chúng ta cũng biết loa DIN audio là hệ thống loa được đến từ Đan Mạch, và trong nó là một trong những hệ thống loa rất là xuất sắc. Loa thì nó trang bị là 10 loa trên 4 cái cánh cửa là sẽ là 8 loa. Ngay phần trung tâm cũng được trang bị. Thay vì cái phiên bản T1 Luxury và T1 Elegant thì ở đây nó sẽ là một cái hộc chứa đồ. Trên T1 Luxury S ở đây nó sẽ trở thành một cái loa thương hiệu DIN Audio nằm ở đây. Chiếc loa súp được trang bị phần trong lòng cái bánh xe sơ cua ở phía sau cái cốp. Chiếc loa súp này góp phần thêm cái độ hay cho hệ thống âm thanh loa DIN Audio trên T1 Luxury S. Những thông tin cơ bản trên Lộc mong muốn chia sẻ đến quý khách hàng, để bất kể ai đang tìm hiểu về xe T1 đều có thể nắm bắt dễ dàng. Lộc luôn sẵn sàng tư vấn về sản phẩm xe rõ ràng, chính xác, với thái độ chân thành, nhiệt huyết. Về phần ưu đãi và khuyến mãi, luôn luôn được thể hiện một cách mạch lạc. Cách riêng, tất cả các khách hàng ở tỉnh sẽ được hỗ trợ đăng ký xe, hỗ trợ giao xe tận nhà, hỗ trợ hướng dẫn xe, hướng dẫn sử dụng xe một cách chi tiết nhất, giá cả ưu đãi nhất, đặc biệt cho khách hàng tại tỉnh. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Mọi người hãy đăng ký kênh để Lộc có thể tiếp tục làm những video tốt nhất, chi tiết nhất về xe Volkswagen cho mọi người, để mọi người nắm bắt thông tin tốt nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.